Mở đầu video, mình thân chào ông bà, cô chú, anh chị em. Xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay mình nấu cái món bắp bò hầm lê. Bữa nay ăn cái món này hình như là theo cái này là của người Hoa đó. Hồi đó lúc mà mình ở Sài Gòn mình thấy mấy người Hoa hay nấu trái lê nè để làm canh á, mà từ đó giờ mình cũng chưa từng ăn mà cũng chưa từng nấu luôn, mình chỉ thấy người ta nấu thôi. Chuyện này để mình nấu thử coi ăn rồi có ngon hay không nha. Thì mình có mua bắp bò nè, mua này gần 2 ký bắp bò. Ở đây mình có ba trái lê này hả, hơn 1 ký. Rồi củ hành tây nè, rồi này có kỷ tử, rồi nấm tuyết, rồi táo, củ cải đỏ với nấm đông cô, mình ngâm nước rồi. Cái bắp bò thì mình đã trụng qua với mình rửa sạch rồi đó, mình trụng qua với sả với gừng rồi. Giờ mình chuẩn bị mình bắt cái nồi nước lên để mình hầm cái bắp bò này nha. Mình thấy thì có người cái bắp bò này thì cắt ra từ miếng nhỏ vừa ăn rồi nấu luôn, nhưng mà mình thì mình không nấu vậy. Tại vì theo mình nghĩ á, cái bắp bò mà cắt ra từ miếng mình hầm á, vậy thì cái gì ra nước thì uống cái nước không, nhưng mà cái miếng thịt bò á nó không có còn ngọt ngon, ăn cái miếng thịt bò nó không có được ngon. Cho nên là mình để nguyên cái miếng như vậy nè, mình nấu cho nó mềm, xong rồi cái mình hả mới xắt ra từ miếng vừa ăn, mình để vô trở lại. Giờ mình nấu nguyên cái này luôn nha. Lên để chuẩn bị mình nấu cái bò này nè. Thì đây mình có hành tây nè, miếng ngốc vườn gí, chút đường phèn và miếng hạt nêm, mình cho vô luôn. Cái nồi nước nãy giờ nó cũng nóng lên rồi mà nó chưa có sôi nha. Giờ mình để thịt vô mình hầm luôn. Giờ thời gian rảnh là mình đi ra ngoài cái gì vàng hũ hoa tây của mình á, mình thấy nó có mấy trái rồi, mình hái vô để một lát mình nhúng vô đây mình ăn luôn. Tại vì nếu mà mình không ăn á nó mau già lắm, cho nên hái vô ăn luôn. Cái tay cái kìa, nó làm sao cái ủ gơm y như cái niệm của nó vậy đó. Bây giờ nó khoái lên đây nó nằm vậy nè, vậy đó, chỗ ấm của nó đã vừa tầm phơi nắng luôn hả con. Nằm ở đây bông ơi. Cao quá nữa. Phải cắt mới được, không cắt nó bò lên vàng lùm lum. Rồi chút xíu nữa cắt sao. Hái mấy trái hũ hoa tây. Cây bông này nó cao quá trời. Cái này chưa giống nè. Cái này đẹp nè, nó cầm gỗ hơn nha. Cái hũ hoa tây này mà xào tép cũng ngon. Ê bên đó con trái nữa kìa, để nước lên nó hái rồi. Để thôi mấy con ong vàng nó chích cũng hư chưa. Bên đây nữa nè, rồi nó tới đây ta. Cái này thì nó cũng bị chích rồi nè. Để hai trái này nè, cái nhánh mồng giấy nó bẻ nó xuống đựng lá cơ cắt mới được, chứ để hả nó trèo lên đây mà mố nó bự nó có gai là khỏi cắt nó luôn. Hũ hoa tây này tính ra trái nhiều lắm á nha, mà do bị cái con ngù vàng gì đó, nó chích á. Ô cái này nè bự ra giống cũng được đi. Cái tóc này nó phát thấy ghê luôn nè. Nó màu lớn kìa. Nó vượt lên được rồi, nó bụng thấy ghê lắm. Nhánh nhỏ xíu nó cũng có trái này nè. Leo lên đây hết.
ban đầu em nghĩ không có trái gì nhiều đâu, ai ngờ đâu mà ngày qua ngày sao nó có trái nhiều dữ không biết. Bất ngờ chưa? Quan trọng là đây, chuẩn bị này. Có trái táo nữa nè, thấy có trái nhỏ nhỏ nhóc rồi. Trái hoa này nó bự thẳng luôn, cái bọc ra luôn rồi. Ở đây có trái hoa tây. Ồ, ăn được luôn rồi. Rồi cái em nó bò đây nè, em kéo vòng vòng. Cái nó có trái cũng hay luôn. Rồi cái hoa này thẳng cái bọc lủng cái đứt ra luôn. Trời ơi, dây đầu đũa lên rồi nè. Em kéo đầu quay trở lại. Bò xa vô trên kia quá rồi nó lên trên đây. Nhìn vòng vòng có thấy nữa không nha, tại vì sao nó núp 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 trên này nè. Không có thấy á, còn nó tự thì nó kéo lên lại. Thôi nè, đâu có được qua đây con, quay trở về, quay trở về. Bò qua qua cây cốc luôn, qua cây táo luôn, quay trở về hả? Thời trái này tính nè, để giống gì giống? Không, nó bị ấy rồi, nhìn nó bị di chít rồi. Ăn luôn. Con gỗ em đâu rồi? Ở đằng đây nè. Gì? Hả? Cái gì? Em đang tỉa bông tỉa hoa. Tỉa tỉa nhìn cho đẹp mắt một chút. Chút sắc. Hay ha, gọt được cái vỏ dày hòn luôn chưa đứt ha. Nói xong nó sắp đứt. Hoàn thành luôn kìa, hay. Chí này cắt làm sao mà đạt như cái trái mà nãy rồi. Cái kia em cắt cũng vậy, cái thứ hai. Cái thứ hai được luôn hả? Ừ. Hay ha. Hay hợp chờ đợi đoạn cuối cùng này. Wow. Thử không ngon, hay là ngon không tưởng. Ồ vậy luôn. Em thử em. Nó giòn ngọt. Có lý có lý. Nhiều lê lắm không anh?
nhiều quá thì mình để chừa lê bớt lại mình ăn chắc miệng. Cái nhãn này là hồi nãy mình rửa rồi, mình ngâm với nước muối nãy giờ đó, rồi mình rửa sạch lại bằng nước sạch rồi. Giờ mình cho ra dĩa luôn. Nằm ngầm nghe nó nở rồi chà bá. Anh bưng cái này lên bàn cho em đi, em gọt cái hũ qua tay luôn. Bây giờ thì mình vớt bọt. Giờ mình cho cái lê vô để mình hầm. Lê với củ cây đỏ mình cho vô luôn. Rồi trời sẽ mưa luôn rồi kìa. Miếng thịt nào mềm thì mình vớt cho miếng thịt đó, còn hai miếng cứng để lại. Giờ mình cho táo với nấm đông cô vô luôn. Nấm đông cô thì mình ngâm mình xái rất là nhiều nước, nó không nó còn cái nước màu vàng vàng nữa đó là được rồi. Mình cho vô cái bắp giò bò này, mình thử nó cũng đã mềm rồi thì mình vớt ra luôn cho nó nguội, mình phắt ra. Lát để gót nước mắm trong vô ăn. Bây giờ mình cắt thịt. Cái bắp bò mình nấu lúc nó dài, hồi sống nó dài. Mình nấu xong rồi cái nó phun lại còn có chứ. Thấy ngon ha. Bò mình đã vớt ra rồi, thì giờ mình để vô đầy đủ hết rồi nè, mình nêm lại cũng vừa ăn rồi. Giờ mình cho kỹ tử vô, rồi mình cho mấy cái nấm tuyết vô nữa. Cái nước đó, mình nãy mình nêm thử mình nghe nó ngọt, cái vị ngọt thanh thấy ngon ghê luôn á. Giờ múc ra luôn. Lê thì nó chín mềm, nó ra cái nước nó ngọt ngon ghê. Chuẩn bị mưa. Nhiều hột 5 gram luôn rồi. Hay lẹ lên để không coi nó. Nó ướt.
Rồi mưa vô luôn. Xin chào con, Thắng mới về tới. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Mời ông bà cô chú anh chị em ăn với gia đình mình nha. Dạ con mời ông bà cô chú dùng chung với anh con. Rồi ăn đi cho con, mời cả nhà. Ăn đi Thắng. Húp thử cái nước canh rồi. Bây giờ nè nè có cái giá nè. Nè con ăn trước đây. Trước hết là mình thử một cái miếng bắp bò. Nhúng chấm vô cái gì? Muối ớt với nước mắm mặn. Nhà như bún chắc cũng ngon ta. Mình thử một miếng lê coi. Cái món này là không có ăn chung với rau hả? Không, em lấy em lấy cái gì qua tay. Này em cũng như bún nó lúng hơn. Vậy hả? Ăn cơm với cơm chớp chớp không? À là cơm ăn này con. À, bữa nay em làm món này ăn với cơm chứ không có bún ha. Phải có bún khô kìa, không có luộc. Ăn cái này ai có hò ăn vô rồi hết hò. Thì hiện tại trang trí nhiều món lên trên đây á. Bắp bò nó nằm ở dưới á nha tụi con. Này múc mà không ăn cơm thì con húp ăn không cũng được á. Không cần lấy chén húp không không? Húp không không? Dạ được. Hú qua tay rồi. Anh đưa dĩa hú qua tay vô đây em. Rồi. Cái lê nè, ăn thử coi nó mùi vị nó còn sao. Nó ra nước hết. Nghe nói gà nước hết vậy thôi kiếm bắp bò ăn đi. Anh múc cái nước, anh húp cái nước vô coi, cái nước nó ngon dữ lắm luôn á. Tinh chỉ tinh hòa. Ừ, cái nước ngon. Gà nước hết rồi.
nãy tưởng năm ông bốn thay cơm hay là lạ. Vậy là hai đứa con làm thế như là đồng tình là bún gọi là khoái hơn phải không? Ừ. Trang với bún ngon hơn không? Lỡ chén cơm mà không lẽ mày đi luộc bún. Mưa quá trời mưa. Ô, ống cạc chúng tới rồi. Cơm con lo. Xin mời, xin mời. Ngoài chợ mưa đùng đùng luôn á. Vậy hả? Chờ mưa mưa về á. Đây không? Đây, chừng nhắn tiền rồi. Đúng rồi, 20.000 ký đã. Rồi, mời tí tí luôn. Rồi, 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 chén của sẵn luôn. Ăn món lạ nè. Đây. Mì hấp dẫn vậy hả? Lạ quá luôn á. Hấp dẫn ha, hấp dẫn ngồi xuống. Hay là cưng lấy mì gói cưng nhúng ăn không? Cái này ăn mì đúng bài. Ăn gì đó. Oh, rồi, rồi, đây, đây, đây. Để bây giờ lấy mì cho ăn ha. Chén đũa chuẩn bị sẵn luôn rồi nè. Lấy mì ăn ngon, để thái xé mì vô cho ăn. Cho nó tí cho, mì nó nở. Ngon ngay cậu mới ăn cái chúa rồi nha. Ăn nó có mùi sữa chẳng kỳ á. Bò vậy? Mà ăn cái gì kỳ á. Bỏ đây là tuần mình có một con hả? À. Vớt cái mì hết để ngồi nó sẽ chờ ha. Một cái miếng bắp bò nè. Chấm 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 chấm. Chấm rồi làm gì nữa? Xong rồi đưa vô miệng. Đúng rồi đó đó. Cái đoạn quan trọng là nổi. Chắc mặn 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 quá. Chấm quá trời. Rồi cái nấm cốt tươi em ngon không? Thấy hũ qua tay. Nó tới ngày ăn hết rồi. Không biết làm gì đem ra hái thả vô đây ăn luôn. Để nó về à. Cái đầu này mới đầu nhìn nấu kiểu như nấu món xíu nhé. Nhưng mà ăn nó ngán nhờ. Nó có cơm cái gì lê á, cái gì chua á. À. À. Sáng giờ cũng mưa nắng mưa. À cũng làm hai ba trận. Mới đem củi ra cái đem củi vô. Vậy ta đem cái quần áo mấy bộ quần áo mới xách ra xách vô kìa. Chạy người ngơi ra, chạy vô quần hoài. Bớt hà hả đi. Hiếp hà. Miếng lê đi. Thấy lạ quá, mình đầu thấy lê này. Lê này không có họ mua bách quá xanh á. Ừ, đúng rồi. Muốn lê gì nữa không? Lê chung. Hả? Lê chung. Ăn lắm tiếc nữa thả vô hơn dở hơn lê bình thường. Không. Cái lê kia thọc 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 ăn nó ngon hơn. Ừ. Nó ngọt hơn không? Bây giờ heo. Cần ăn ớt thì có ớt nha. Dạ. Chén ớt bên đây nè. Trên xin chút chút. Nóng tiếc rồi đúng là trắng luôn, tiếc luôn. Ừ. Cái giống như chín ăn giòn giòn ngon. Nghe cái quạt quay nãy giờ. Mà không biết mát, đâu. Mà không mát miếng nào luôn. Quang tiếp lên năm à. Ừ. Không mát. Nước này hút ngon. Ăn gì đó, ăn mì đúng không con? Gai luôn. Làm chén cơm nào mẹ nữa. Ăn dữ quá. Đúng rồi, bị dài. Nó nằm ở dưới á. Hai vô bụng rồi. Rồi cho nó dưới cho mì một chút. Cái nấm tiếp ra. Nấm này ăn sực sực giống như ăn dâu câu Thái mà bỏ cái dâu câu sợi á. Dâu câu sợi á. Sực sực sực. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái mứt tây. Ở gì? Hú qua tây. Tây. Hồi nãy anh tiếng về tưởng nồi chè Vũng Nghe. Tôi thấy núm tét nè, rồi mấy này nè. Thôi uống nồi chè Vũng Nghe. Ăn cái tử này là ăn thôi.
Không phải chị nữa nha. Hôm qua này xào ngon dữ lắm. Ngọt ngay. Mỏng xào à? Thảo cũng vừa bớt nha. Mình cho nó cứng quá. Đang trời giống một trái rồi. Ủa? Mùa hộp không có. Là thu hoạch một lượt luôn hả? Có, nó ra trái quậy giống như dưa mướp vậy đó. Hôm nay chị hái hai lần rồi đó, hai đợt rồi đó. Thấy còn trái rồi. Đó trái thì vừa giống á, trái bự á. Vừa giống. Thấy hộp lại bên trong. Đi mua hộp khô quá. Hổng vô chợ Long Hồ mua trên không có. Trái này ngoài chợ cũng không thấy bán. Ừ, ít hơn. Ừ. Trời ơi, lan ra bông đẹp quá. Ừ. Chiếc này xì à, ra ăn lượt được hai nhánh luôn. Dạ. Ăn đi con. Dạ. No chưa con? Ăn cho no nha. Kìa, này nhiều còn nhắc bỏ không có nhắn lấy chân thôi, nó không yêu kìa. Cháu lụt lụt mà nó cao quá luôn, đừng cho con nhắn nó cao lắm á. Ừ, nhắc bỏ nó đó. Rồi, hai cưng giờ khỏe. Bye bye. Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho gia đình mình. Nếu xem video thấy vui hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video lần sau nha.